sự việc lúc nam ca sĩ biểu diễn, một bộ phận khán giả đã tắt đèn, cổ vũ tạo nên biển đen im lặng, gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tối ngày 7 tháng 1, Lưu Phước Thịnh tham gia một sự kiện trao giải âm nhạc thu hút hàng nghìn fan tham dự. Lễ trao giải còn có khách mời đặc biệt là nhóm nhạc K-pop GOT7, khiến không khí tăng thêm phần sôi động. Lưu Phước Thịnh được xướng tên ở hạng mục nam ca sĩ được yêu thích nhất. Tại chương trình, Lưu Phước Thịnh tham gia biểu diễn ca khúc Xuân Hạ Thu Đông. Trong video ghi lại phần trình diễn của Nu, nhiều người phát hiện phía dưới sân khấu có một số khu vực đèn cổ vũ bị tắt. Trên mạng xã hội và một số diễn đàn nhanh chóng chia sẻ đoạn video này. Số video này được đưa ra nhận định Nu đang bị phản pháo bằng việc nếm mùi Black Ocean, hay còn gọi là biển đen im lặng.